tư bất động sản trong khi không có tiền, có thể huy động được 500 triệu thì Alibaba có thể hô biến là vừa ngơi mới ra là anh chị có 500 triệu liền. Thì ở trang 208, 209 của cái cuốn sách mà ông Luyện, ông đã viết giúp cho sale Alibaba giàu lên nhờ bất động sản. Thì ông hướng dẫn cho nhân viên cách làm để sinh viên mới ra trường không có tiền cũng có thể đầu tư bất động sản và có đến nửa tỷ để đầu tư. Cách làm thực sự là đúng là vừa ngơi mới ra, thật là tuyệt vời. Và cách làm như thế này này. Bước đầu tiên thì anh chị sale của Alibaba lên danh sách những anh chị sale của Alibaba quen có khả năng mượn tiền để đầu tư. Anh chị sale của Alibaba nhập vào file Excel đặt tên là danh sách ân nhân để tiện theo dõi, giống như là file chăm sóc khách hàng. Cố gắng liệt kê cho được đủ 100 người. Sau đó thì anh chị sale của Alibaba chỉ cần mượn mỗi người 10 triệu thôi thì anh chị sale của Alibaba đã có cơ hội huy động được 1 tỷ đồng rồi. Đấy, chỉ cần 100 người, mỗi người mượn 10 triệu là có 1 tỷ. Và cái phương pháp làm cụ thể như sau. Trước tiên thì anh chị sale Alibaba gọi điện hỏi thăm sức khỏe, thông tin về công ty, về sản phẩm, về cơ hội đầu tư. Với cái việc cam kết lợi nhuận bất động sản là 28% một năm, vài lần trước khi mượn tiền. Và bây giờ thì anh chị sale Alibaba thực hành đúng cái nội dung như sau. Thưa với ba mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em, tất cả những người thân của anh chị. Con đang cần đầu tư một lô đất khoảng 400 triệu, con cần mượn 10 triệu đồng. Tháng sau con gửi lại được không? Mua một lô đất mà 400 triệu mà mượn có 10 triệu thì có lẽ là nhiều người thân chắc chắn là sẽ cho mượn. Và anh chị sale Alibaba dùng mượn một lúc. Đừng bao giờ mượn một lúc một người 400 triệu mà hãy mượn là 50 người, 70 người hoặc 100 người. Mỗi người 10 triệu thôi thì chắc chắn là người ta sẽ cho anh chị mượn. Sau đó anh chị sale Alibaba kiên trì thực hành đoạn sale trên với danh sách ân nhân mà anh chị sale Alibaba đã liệt kê, ghi chú lại những phản hồi, từ đó bắt đầu có kế hoạch cụ thể hơn để gọi điện hỏi thăm những lần tiếp theo. Sale bất động sản là cơ hội nghề nghiệp rất là tốt và cái cách làm này là một trong những cái cách mà đã dẫn và đưa lối cho rất nhiều những cái sinh viên mới ra trường, những người chưa có vốn để huy động được vốn. Thực sự là cái phương pháp huy động này đúng không hề kém với lại các doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường hiện nay đang phát hành trái phiếu với mỗi gọi là trái chủ là 10 triệu đồng. Thì đây là một trong những cái cách khá là phổ biến, nhưng mà một doanh nghiệp bất động sản phải có uy tín trên thị trường họ mới phát hành trái phiếu cho công chúng hoặc là cho các cái doanh nghiệp hoặc là cho các ngân hàng. Nhưng mà cái cách làm này thì được ông Luyện ông gọi là áp dụng và hướng dẫn cho rất nhiều những người là sinh viên mới ra trường ứng dụng để có thể sử dụng là đưa cả họ hàng hang hốc vào để mà đầu tư bất động sản. Thì thực sự là đúng là một cái phương pháp này là phương pháp khá là thú vị và không có là không nghĩ rằng là lại hướng dẫn cho cách làm như thế này. Thì hiện nay thì nếu như mà được chia sẻ đúng của ông Luyện về cái câu chuyện là tập đoàn Alibaba có khoảng tầm 2.600 nhân viên á, thì không biết có bao nhiêu con người ở phía sau đã hệ lụy vào cái chương trình gọi là huy động vốn để đầu tư bất động sản. Video tiếp theo thì Thắng sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn là cái mô hình mà cái cách mà gọi là biến tướng của chơi hụi bất động sản trong cái phương pháp mà đầu tư bất động sản cam kết là 14% cho 6 tháng tức là 28% cho 1 năm. Tại sao 3 năm vừa rồi thì Alibaba và những nhân viên trong cái tập đoàn này vẫn trả lãi rất là tốt và mà hoạt động đến ngày hôm nay thì bắt đầu mới bị vỡ lẽ ra và vừa rồi thì bị gọi là cơ quan chức năng phòng C15 phòng 15 C03 Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam anh em nhà ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh để tạm thời là đang điều tra về cái việc gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì anh chị và các bạn đón xem video sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái cách thức mà làm sao mà vẫn duy trì được cái sự phát triển của cái mô hình gọi là đầu tư bất động sản biến tướng của chơi hụi, hay nói cách khác đó là mô hình Poji đa cấp trong đầu tư bất động sản. Và cách làm thì thực sự đúng là nếu người ta mà nghe được thì thấy là đó là đúng là vi diệu luôn. Anh chị và các bạn đón xem video tiếp theo nhé.